Ok, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đến với Florencer. Hôm nay chính là Valentine. Vì thế nên tôi sẽ chơi trong này mình thấy. Có tiếng Việt không? Không. Ok. Vô. Hai mươi lăm tuổi à? Ok, cũng hiểu game cũng đơn giản thôi, không có gì khó. Tôi nghĩ nó cũng không có gì thử thách trong này. Lom à, lướt. Ok. Sáng dậy làm việc rồi. À, ấn hai cái giống nhau. Ok. Bùm. Tôi đang bận, đừng quan tâm đến tôi. Hai mươi lăm tuổi và cô vẫn chưa có bạn trai. Ok. Ngon. Một ngày mà nó khá là bình thường, chẳng có gì hết. Rồi đi ngủ thôi. Chapter 2 trước. Kéo này ok. Nghĩ nó cũng tầm khoảng level 3. Lúc dọn dẹp nhà cô ấy thấy tại quái còn nhỏ thì không biết nữa, phải không? Không phải. Ừ đúng rồi, 7 tuổi. Cái gì vậy? Ok. Ủa? Ví dụ gì vậy? Con làm gì vậy? Đại thôi chứ tôi cũng biết. Ba với 12 là 15, 2 với 3 là 15. Toán cấp, toán lớp 1. Nhầm tí. Ok.
Chán nhất. 7 tuổi. Hay phết mấy tiếng ạ. Đi cuộc tua ngược rồi, có tua ngược không? Tua ngược chẳng có gì mới thêm ạ. 10 tuổi, 10 tuổi một. Nay 17 tuổi là một mình luôn. Hai tuổi một mình, không còn ai. Chapter 3 âm nhạc. Bình thôi. Có nghe âm thanh nào đó. Hai mươi tím ạ. Ui, quá nhiều nhà. Không thấy. Ok. Một anh chàng. Ai có vẻ thích anh ấy không? Music. Grass. Chapter 4. Mặc dù thích nhưng mà gì vậy? Đây, thấy rồi. Vô cần gặp anh ấy. Và tái xé. Ok, cái này tôi mò nãy giờ luôn, mới hiểu tại sao nó bộ mờ như kinh đi. What? À, chắc là cô bé bị chóng mặt. Nghe đây. Đây. Wow. Chris. Nghe hẹn hò đầu tiên.
là một game full giờ. Ôi. Kiểu không khó lắm nhưng mà không quan tâm rằng game có hay không à. Mà tôi thấy nãy giờ nó khá là hay đấy. Không hề. Yes. Thế hiểu ý nghĩa cốt truyện. Victoria Baker. Đâu vô kêu là con không cần bạn trai nhưng mà cuối cùng cũng thấy hẹn hò với một anh chàng ăn uống đi chơi. Ồ mảnh ghép dần dần. Ồ. Chắc thứ ba, chắc mơ. Nhưng phần ba chắc mơ. Nghiệp của anh là muốn có lẽ là muốn làm một nhạc sĩ. Em không có một giấc, không có giấc mơ và ham vọng. Ok. Chắc qua ông cậu cũng có chứ. Cũng như thường ngày. Ồ, quay cũng có một giấc mơ ở trên làm họa sĩ. Nhà ông bừa bộn đây à, sẽ sắp xếp lại cho anh. Wow, nó là sức mạnh của tình yêu với tiếp không? Tự nhiên bình thường nó chỗ bọn bận rộn quá, tự nhiên nhiều đấy cái tự nhiên Academy Music. Vô đi. Thank you.
Thấy vẻ đẹp đấy. Chắc là 8. Gì vậy? Ok, lắc lắc. Chết quên rồi. Đi chịu bà tình rồi. Ok. Đi xem chiến lãm. Đi gặp gia đình ấy ha. Lần đầu ăn sushi. Vậy là hai người yêu nhau rồi. Ê. Ý tôi là cưới nhau chưa á? Chắc là chưa đâu đi. Hoàng. Họ cãi nhau à? Đầu là những lắp ráp nó bị nó cứng lại, nó một ẩn dụ mới thế mà, ý là lời nói tự nhiên đó bắt đầu cứng. Quái bắt đầu nói những lời nói nó nhỏ hơn, nhanh hơn. Cãi nhau rồi, nó bình thường mới thế mà. Nhanh lắm đó. Nó bình thường với tím á, không có gì hết, nhưng mà họ không mở mở lại ra, họ xin lỗi nhau. Đúng rồi, đó mới chính là tình yêu chứ mấy tím. Tốt ha, sao còn đi ở chung mà. Chịu dép thế. Nhiều chỗ hơn, có một cái rồi nên tôi nghĩ chắc không cần đâu, cái đồ giả cần được này. Xin tố có này, không cần thiết gì. Cái son nụ này cần chắc không đâu, đồ gia vị không một cái rồi, không cần đâu, từ ớt có rồi, gia vị khác
mẹ cái giá chạy cối đi. Đồ nấu nước hả? Nó cần nó có ấm một cái thầy rồi. Một bàn chải đánh răng. Ô quay và chụp người của phát cái này vô store đi. Cái nén thì tôi nghĩ bỏ ở trong đi. Cú gì đây? Năm sắp đây, tôi còn đọc hết đâu mà. Siêu nhắn. Một lông số sắp này rồi. Bỏ này vô đi. Anh gia đình là tôi nghĩ anh gia đình là đây. Lên đây và anh gia đình lên đây. Good, good. Anh ấy tặng hộp bút màu cho cô ấy. Hạnh phúc cùng nhau. Như họ sẽ dậy ăn cùng nhau. Uống miếng nước cái. Uống ba cái. Ok. Cười chứ. Chào. Chào biết luôn. Chào biết luôn với đi. Ui tự ăn. Ok. Món ăn. Xóc. Xóc chảo lên cho nó đều. Ok. Quay lại bạn nữa. Wow, quay vẻ đẹp không chị ơi. Phần 5. Tao thay cái gì? Con dìa lầy. Không còn heo nhiều nữa. Dạ không, dạ không. Anh cũng chả. Như anh ấy bắt đầu ngày càng quan tâm đến sự việc của mình. Ai cũng quan tâm đến sự việc của mình. Không. Thank you.
Mày chưa cái phần đó đó. Cái mì kia cũng vậy. Ủa bình thường mà. Need boyfriend. Ủa tưởng anh ấy là boyfriend chứ. Không phải là vậy. Hai người đến nhau là để không. Bắt đầu buồn chán rồi thím ạ. Chụp biết mà vì vậy gia đình trong gia đình tôi thì cũng đã có trường hợp thế này vậy. Bút chì màu qua thời gian thì quá nhiều việc cũng cũng đã bỏ đi luôn. Phải. Đầu nói à. Nói chuyện rất là thẳng thắn. Ngay lập tức luôn. Nó nói. Rồi bắt đầu thẳng vấn đề rồi. Anh không quan tâm gì đến tôi hết. Đấy. Ý tôi không phải vậy. Không rõ nữa. Tôi hiểu mà cân bằng được sự nghiệp với gia đình nó rất là ý là cái điều đó rất là khó khó khăn. Anh ghép nó không hề không hề út tách rời nhau ra thế này. Ê đừng không dọn đi à. Bước luôn cả anh vô. Xin xong phải cái này.
Thì bỏ mũ có gia vị cái này. Cái này và cái này. Cái này. Đúng không gì? Ừ. Không ớt thì không phải. Cái này. Đây. Siêu nhân bức ảnh này. Không còn gì hết. Bức khách sọt ra. Nhưng mọi người họ đã quay mất điều sự nghiệp của họ. Không còn bánh ghép nữa hết. Mẹ đã gọi. Let go. Go. What? Go. Đi đi chứ. Không ăn. Sao mà ăn? Mẹ tôi lỡ ăn. Người đi một đường khác nhau rồi. Vậy chị gọi chợt nhớ ra sống rồi, có vẻ mắc nào rồi. Có lẽ cô ấy sẽ là một họa sĩ. Đã ban. Dọn đi thôi, không cần làm việc ở đây nữa. Cút hết. Là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Quay. Toàn bộ kiếp vô trong cái hộp. Ok. Chụp cái. Nhà đâu ta? Ở đây. Cái game.
Ok, end game. Không biết nữa. Thấy cảm nhận từ game này. Không còn gì nói nữa mấy thế. Một tựa game xuất sắc mấy tí mà. Xuất sắc. Con sẽ nằm ở đâu đó tầm 4 4 5 và tôi không biết nói gì lại nữa. Tức nên dạy ông ca biết rằng tình yêu nó thực sự nó như thế nào. Đôi khi em phải từ bỏ gì đó để quan tâm đến sự nghiệp của mình. Nói chung là nó chung là nó giống như một kiếp tình yêu thì nó không phải là họ bắt buộc họ đến với nhau rồi ở mãi nhưng không phải có thể từ bỏ họ. Nó cũng chỉ là một kiếp không mấy tí mà khi mà chán chê rồi thì bỏ. Thật ra nó không có nó không sai một tí mà khi mà yêu nhau quá rồi thì mình sẽ biết người mình yêu nó như thế nào rồi khó thử đặt sao như thế nào gặp đi không ta sẽ dần chán nhanh thôi. Thì nói chung là những gì tôi nói ra không chỉ là một người chưa yêu bao giờ và cũng như là chẳng có kinh nghiệm gì mấy thì mấy tím cũng muốn là có thể mấy tím cũng hay bổ sung vô. Ok thì đó là Florencer game xuất sắc mấy tím ạ. Xuất sắc. Ok video này này mọi người nha, cùng tiếp tục cuộc hành trình lướt qua nhiều tựa game khác nhau.